Xin chào quý khán giả đang xem chương trình Cùng học tiếng Khmer. Để giúp quý khán giả dễ theo dõi nội dung bài học hôm nay, khán giả lưu ý một số ý sau. Thứ nhất, lưu ý những từ vay mượn tiếng Pali Sanskrit và cách đọc. Thứ hai, lưu ý những từ chuyên môn, ngành nghề. Thứ ba, nắm kỹ nội dung để trả lời câu hỏi liên bài. Thứ tư, nắm kỹ nội dung để luyện tập. Bây giờ, mời quý khán giả cùng học tiếng Khmer bài 93. Trâu chui thù ra khne, phải giúp đỡ nhau. Mời quý khán giả cùng học bài mới. Đầu tiên, quý khán giả chú ý nghe đọc nội dung bài học sau. Trâu chui thù ra khne. Gần bì bình này, miền bò rò mà nè, thua đâm nà tư khăn nông bì phần nông. Lúc tư đó, gần lạng mùi, bà tế nâng thơm mùi bà tàng thông nơi gần đá phá lấn. Bắt phá lấu chết, nâng đào chia tư khăn ná, gọt bông ruột. Bò rò ní không chỉ ràng thơm mùi chính, đào bì nâng đào tư tiết, không bằng to tay o cầm lắng. Thơm mùi nút, nơ tay mạnh cầm rạc xò. Miền nẹng đầm nào chỉ trắng, có một đoàn tì đủ đáy. Bọn tay có miền nội nào mùi, nâng ai thơm mơ ai bất tàng thơm mơ nụ, rô miền trình bàn. Quap chun bên nụ, bó rõ mà nẹ miền bạch nhá, kịch khơi hai nữ dây thá. Cho dân, cực khní, rôm cầm lăng, bó miền bất tàng thơm mơ nị, ai bóm khní lăng. Mà nung tàng bần mán, có nông khní trắng đầm thơm mơ nụ, đâm thơm mò núng cỡ rô miên chính vì phần lạc tử. Nẹ đâm ná miên chạy xa mà nó, đôi bàn thơ đâm ná to từ tiệt. Rôm cầm lăng khía, thơ cá, ở vây cỡ bàn xâm rạch đôi bầm nồng. Trấn chui thơ rẹ khía. Càng bì bệnh này, miên bò rò mà nẹ, thua đâm nà tới khả năng bây phần đống. Lúc tới đó, gần lạng mùi, bà tế nâng thơm mò mùi bà tàng thông nơi gần đá phá lấn. Bắt phá lấu chết, nâng đào chia tới khăn ná, gọt bông ruột. Bà rò ní không chỉ ràng thơm mò chính, đào bây nâng đào tới tiết, không bằng to tay o cầm lắng. Thơm mò nụ, nơ tay mạnh cầm rạc xò. Miền nẹng đầm nào chỉ trắng, có mông đoàn tì đủ đáy. Bọn tay có miền nội nào mùi, nâng ai thơm mơ ai bất tàng thơm mò nụ, rô miền trình bàn. Quap chun bên nụ, bó rõ mà nẹ miền bạch nhá, kịch khơi hai nữ dây thá. Cho dân, cực khní, rôm cầm lăng, bà miền bất tàng thơm mò nị, ai bồm khní lăng. Mà nung tàng bần mán, có nông khní trắng đầm thơm mò nụ, đâm thơm mò núng cỡ rô miên chính vì phần lạc tử. Nẹ đâm ná miên chạy xa mà nó, đôi bàn thơ đâm ná to từ tiệt. Rôm cầm lăng khía, thơ cá, ở vây cỡ bàn xâm rạch đôi bầm nồng. Tiếp theo là phần học từ. Riêng bẹp, an bẹp bị bạc. Đọc từ khó. So mà no. So mà no. So mà no. Prajna. 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 Cầm rác. Cầm rác. Cầm rác. Cầm lăng. Cầm lăng. Cầm lăng. Tiếp theo là phần từ vựng. Prai viết gia sát. So mà nó.
Sao mà nó vui mừng phấn khởi tràn đầy promil lăng prajna trí tuệ phát tang tảng hoặc là mảnh. Để hiểu rõ hơn nội dung trao đổi, mời quý khán giả cùng theo dõi đoạn hội thoại sau. Này chấm rên, nhóm xong mà nói ná, tê khơi bọn chia, tơ thua ca một quýnh. Chấm cửa tay bà mạnh ngay tê. Bọn chưa rình cảm ấy ní tao mà kháng phóng. Môi sầm bọc tiến, bọn chui bà mìa thùng tức nơi kháng kráo, chốt bà tê bài phòng ná. Nhóm chốt chất bà mìa thua rồi bọc bọn, đôi bà nhà rồi bọc luôn. Bọn thua ca, miên bà sát tập hiệp ná. Bọn công sở sở bế, kháng nút. Miền bật tèng thamó, ngay nà tùm nế, bóng tục tèng xuân bật cá, nâng khí nhóm nà. Dôl bóng, ông mong thua cá, khí nhóm mà chơi bóng tàu phát cà phê nà. Bán, ông khuôn bóng. Này chầm rên, khí nhóm xong mà nó nà, tê khơi bóng chia. Tư thua cá một quýnh. Trong cơn tay bà mạnh ngay tê. Bọn chưa rình cào ấy ní, tớ mặc hàng phong. Môi sầm bọc tiến. Bọn chui bà mìa thùng tức nơi kháng kráo. Chốt bà tẹp bài phòng ná. Nhóm chốt chất rồi biết thơ rồi bỏ bóng. Đôi bà nhà rồi bỏ luôn. Bóng thơ cá, miên bỏ sát tập hiệp ná. Bong công sở sở bếch. Kháng nút, miên bật tiền thơm. Ngay nà tùm nế, bong tục tay xuân bật cá, nâng khí nhóm nà. Dôl bóng. Ông mong thua cá. Chúng mà chơi bóng tàu phát cà phê nè. Bán, ọc quân bóng. Tiếp theo là từ trái nghĩa Pẹt nây tùy. So mà nó trái nghĩa với từ tô mà nó. Men prajna trái nghĩa với từ ot prajna. Bura trái nghĩa với từ satrai. Thum trái nghĩa với từ tô. Tiếp theo là từ đồng nghĩa Pẹt nây đôi. Samaki đồng nghĩa với từ ruom cầm lăng khne. So mà nó đồng nghĩa với từ sập bài.
hoặc là riêng riêng. Tô mà nó đồng nghĩa với từ tô chất hoặc là ăn chất. Phần tiếp theo là câu hỏi sầm nua. Dôn tam khlâm xa mê riêng chô lai sầm nua khang krom ni. Dựa vào bài học, hãy trả lời các câu hỏi sau. Mùi bồ rõ mà nét thơ đầm ná chua protest nâng ở vầy. Bồ rõ mà nét thơ đầm ná chua protest nâng ở vầy. Người đàn ông khi đi họ gặp gì? Pi tao mà nét ai bỏ mía đầm thơ nú ban rư tê. Tao mà nẹ ai bỏ mía đầm thơ nú ban rư tê. Mỗi người có thể lăn tảng đá được không? Bày hết đôi mà đách ban chia đầm thơ nú có rù mía chinh bị lâu. Hết đôi mà đách ban chia đầm thơ nú có rù mía chinh bị lâu. Làm như thế nào để tảng đá lăn ra khỏi đường? Tiếp theo là phần luyện tập lùm hạt. Mùi chô chữ bé trâu bùm bính trong chân lo là ba kha krom ni. Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống các câu sau. Phát tên bắt đầm nơ khom chan khom prang cầm rạc ca pi preng ni men bù rong mần nét vơ tàu nông prey phnum lô tàu đòi cảnh lại muối pro te nâng thmo muối thông nâu cảnh đà lâu bồ rong ní thmo chinh đàm bay nâng đá tàu tiệt. Tôi ta ở cầm lăng, thơ nút, nâu ta mắn. Sọ vì chỗ prai là ba khả cọm ní, chia phe xa viết. Dịch câu sau đây sang tiếng Việt. Mà nút tên phần màn, có nôm khía chan đồng thơ nút. Đồng thơ nút có rổ miền chinh bì plâu tàu. Nét đầm ná miên chất so mà nó đòi ban thua đầm ná to tàu tiệt. Thưa quý khán giả, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên website thst.vn, kênh YouTube truyền hình Sóc Trăng, kênh YouTube của Ban Chỉ đạo Đề án Đào tạo Tiếng Khmer tỉnh Sóc Trăng. Chúc quý vị học tốt. Xin kính chào.